very happy because we are studied during the COVID-19, and then now every situation is getting better, and then now we can be together, and then very happy to enjoy ceremony today. So very happy everybody. Yeah. Sau 2 năm đại dịch đó, thì ai cũng háo hức hoàn thành khóa học của mình. Và đây hôm nay là một cái ngày hết sức là quan trọng cho tất cả các bạn đã tham dự, đánh dấu một cái hành trình thành công trong cái công việc học hành của mình. Phải chờ đến hơn 1 năm rưỡi, và khi đến dự cái buổi lễ này thì thực sự là rất là mong chờ và rất là vui mừng khi được gặp lại bạn bè và mọi người được khỏe mạnh. Sau khi học thì trong khi cố gắng, mọi thứ nó đã vượt qua hết, đến thời điểm này cảm thấy rất là vui. Và tôi tin rằng những kiến thức mà tôi học được từ ISP sẽ giúp tôi áp dụng rất là nhiều trong cái công việc của mình. Chuyên về tài chính mà, cho nên thật ra cái lớn nhất của mình học được ở đây là những lĩnh vực khác, và rất là nhiều các anh chị bạn ở trong lớp có những người còn rất là trẻ nhưng mà thật sự là rất là giỏi. Mình học được rất là nhiều, đặc biệt từ môn nhân sự. Với vai trò quản lý của một công ty thì nó cho mình nhiều cái kiến thức bổ ích về tính cách con người như thế nào, để quản trị nhân viên như thế nào, để cho thúc đẩy được động lực làm việc của họ và làm sao cho họ gắn bó được với công ty. Chương trình UCAM MBA thì thật ra thiết kế rất phù hợp cho những cái vị trí mà đang có kinh nghiệm quản lý. Những cái 15 module trong cái khóa học được chúng tôi học và vận dụng, và nó rất là áp dụng thực tế trong cái công việc quản lý hàng ngày, và nhất là trong cái công việc mà quản lý của vận hành theo cái văn hóa của tập đoàn đa quốc gia.